Xin chào mọi người, lại là mình đây. Trong video hôm nay mình hướng dẫn mọi người một dự án nhận token MEONG staking nhé, token nhé. Dự án này nó đang ở trên sàn Polygon này, giá khá là vật vờ nhỉ. Đầu tiên nó lên tận trên này, bây giờ nó xuống tận dưới này đúng không ạ? Mọi người thấy đúng không ạ? Lúc nó lên trên này, bây giờ nó xuống tận dưới này cơ. Đấy. Ok, để tham gia cái dự án airdrop này thì hôm nay thì mọi người sẽ vào link ở phần mô tả cho mình nhé. Sau đấy mọi người sẽ chat report, bấm send messenger. Ok, bấm bắt đầu này. Rồi, tham gia dự án này mọi người sẽ nhận được là 100 triệu token MEONG này nhá. Bấm join airdrop cho mình. Ok, bấm join vào kênh Telegram cộng với Twitter này. Nhiệm vụ không biết có khá đơn giản thế nhỉ. Ok, quay trở lại này. Join vào kênh Twitter, follow kênh Twitter. Bấm theo dõi cho mình. Rồi, xem link dự án đâu nhỉ? Thấy dự án đâu nhỉ? Tiếp theo mà bấm đôn cho mình. Gì đây? Enter Twitter. Mọi người copy username profile link của kênh Twitter đó, mọi người dán vào đây. Copy username tài khoản Twitter mọi người nhé. Rồi. Which country from? Nó hỏi là mọi người đến từ đâu, mọi người điền từ Việt Nam thôi. Sau đấy nhập địa chỉ ví, mọi người sẽ nhập địa chỉ ví Binance Smart Chain ở trên Trust Wallet hoặc là trên metamask, mọi người dán vào đây nhé. Rồi, bấm start tip. Nhiệm vụ sao khá đơn giản thế nhỉ, không biết là thế nào. Rồi, như vậy là mọi người sẽ thấy số dư của mọi người đây, và đây là link rep mọi người chia sẻ bạn bè người thân. Không biết dự án này như thế nào đây, thấy là khá là đơn giản. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn mọi người dự án nhận 100 triệu token đúng không ạ? 10 triệu token MEONG nhé. MEONG token. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video tiếp theo.